Ở ngoài chỗ anh Dương không nhỉ? Dạ đúng rồi. Tôi muốn mua anh mấy cân cái đồng vi lượng đấy. À đồng vi lượng dạ bác mua khoảng tầm bao nhiêu ký ạ? Nó là gói ký. Nhà mình dùng cho cây gì ạ? Cho bưởi em ạ. À dạ, bưởi hiện tại bây giờ bưởi mình bưởi thu hoạch rồi hay là bưởi còn đang còn nuôi trái? Bưởi trái. Nhưng mà tôi cứ mua đấy mà cho tôi đã mua anh mấy lần rồi đấy. Tôi À là Linh đấy. Đấy cái số điện thoại này mà anh có cả cũng tôi mua mấy lần anh có cả địa chỉ ở đây đấy. À mà vâng rồi, nếu mà bác mua rồi thì cháu sẽ có cái số điện thoại này nhập vào trong hệ thống là có địa chỉ đó. Rồi. Dạ. Khoảng 2-3 cân thì cũng được. 3 cân dạ vâng rồi. Dạ vâng. Dạ. Và vâng rồi, chào cảm ơn nhận rồi. Dạ. Dạ. Thì nó là cái gói đồng vi lượng này của chú anh chị em nhé. Gói 1 kg này. Với cây ăn trái thì các anh chị có thể sử dụng được cho mọi giai đoạn của cây trồng, từ khi cây kiến thiết cơ bản sau thu hoạch và kích đọt phục hồi này, và trong thời kỳ đang nuôi trái nhé. Cái này thì nó sẽ cung cấp những cái dinh dưỡng để cho cây và tăng sức đề kháng cho cây, phòng chống lại những cái nấm bệnh, những cái nấm vi khuẩn gây ra trên thân cành lá và kể cả rễ luôn cô chú anh chị em nhé. Trên lá thì mình sẽ sử dụng phun, một gói này các anh chị hòa được khoảng tầm 600 lít nước. Còn ở dưới gốc thì mình sẽ tưới gốc thì nó sẽ hòa được khoảng từ 400 đến 500 lít nhé. Nó sẽ giúp cô chú anh chị em là phòng ngừa những cái hiện tượng như là rong rêu, những cái ghẻ lá, ghẻ trái, và những cái phòng những cái bệnh như là thối lở cổ rễ nữa nhé. Và nó còn cung cấp những cái dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ đang nuôi trái nữa, và những cái thời kỳ mà sinh trưởng phát triển của cây nữa nhé. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái gói đồng vi lượng này thì cũng có thể là liên lạc với em qua 2 số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị em sử dụng một cách chi tiết hơn nữa nhé. Và cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.